Xin chào, trong các flagship của năm nay thì hầu như đã đạt đến được một cái mức độ hoàn thiện không còn gì để chê từ thiết kế, tính năng hay là hiệu năng. Tuy có chênh lệch một vài chục điểm trên AnTuTu đi nữa thì cũng không còn là quá quan trọng nữa. Và mình cho rằng thứ quyết định flagship đấy có thành công chiếm được cảm tình của người dùng hay không, đấy chính là camera. Ở đây chúng ta có Xperia Z5, trong những nỗ lực gần như là cuối cùng của Sony trong mảng di động thì máy có thiết kế mới này, cấu hình mạnh và cảm biến vân tay. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem camera của Xperia Z5 thể hiện ra sao nhé. Phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản 2 SIM của thị trường Hồng Kông. Được biết thì Sony Việt Nam cũng sẽ bán bản 2 SIM tương tự như chiếc máy này. Cùng bước vào phần đầu tiên là phần tìm hiểu camera của Xperia Z5. Được trang bị camera lên đến 23 megapixel. Dành cho những ai quan tâm đến số chấm thì sẽ thấy là sự nâng cấp rất là ghê gớm so với thế hệ cũ là 20 megapixel. Tuy nhiên thì đây là con số mình cho là tào lao nhất mình từng biết, vì mình chỉ cần camera khoảng 13 megapixel mà thôi. Tuy nhiên so với truyền thống đã là nhiều chấm sẵn của Sony thì chẳng lẽ lại giữ nguyên hoặc là giảm số chấm? Như vậy thì lại làm cho người dùng nghi ngờ là Sony đã cắt giảm camera. Thế nên chúng ta phải hiểu cho Sony là tại sao họ lại nâng cái độ phân giải lên cao như thế. Bên cạnh đó thì Sony còn khoe hai điểm chính, đó chính là kích thước điểm ảnh lớn 1:2.3. Thứ hai là khả năng lấy nét line kết hợp giữa lấy nét tương phản truyền thống với lấy nét theo pha thời thượng, cho khả năng lấy nét chỉ 0.03 giây và độ tin cậy cao hơn. Nữa là khả năng zoom 5x vượt trội hơn 1x so với các máy hầu hết đang ở 4x. Bây giờ hãy cùng xem ảnh. Ban ngày mặc dù là trời nắng khá gắt nhưng mà trông ảnh đều không có tươi lắm, không rực rỡ lắm và trông hơi buồn. Tuy nhiên thì đổi chiều chụp ngược nắng thì lại rất tốt, máy lấy nét nhanh và đáng tin cậy. Tuy nhiên mình thấy dù là khả năng lấy nét line nhưng máy vẫn ưu tiên cơ chế lấy nét tương phản hơn, bởi vì trong những bức ảnh có tương phản dễ lấy thì trông nét hơn. Ở chế độ Super Auto, khi mà máy có vẻ đang kích hoạt chế độ HDR thì máy tự cân bằng màu rất là lạ. Đấy là chia 3 khoảng và phần trên cùng, tức là phần trời thì trông màu xanh một chút, khá là nhân tạo, kiểu như chúng ta kéo gradient ở trong Photoshop. Đưa camera gần vào vật thể một chút thì cũng là lúc mức độ hài lòng của mình về camera Xperia Z5 tăng lên. Trường ảnh rất sâu, dày ảnh và đo màu rất tốt. Ở các thế hệ trước thì Xperia Z5 dễ bị thay đổi tông màu, tức là white balance tự động gây sai màu. Ở Xperia Z5 thì không chỉ đo đúng white balance mà máy còn cho chúng ta một cái thanh chỉnh white balance ngay ở chế độ auto mà không cần phải vào chế độ manual. Tổng hợp lại, ảnh ban ngày của Xperia Z5 có chi tiết tốt, đo nét nhanh nhưng mà đo sáng thì chưa ok, nhưng mà khá là chính xác. Ở chế độ auto thì có thể chỉnh được white balance và EV rất là tiện. Chụp thuận sáng thì hơi xỉn màu nhưng mà ngược sáng thì tốt, và chụp cận cảnh thì rất tốt. Sang ban đêm vì máy không có đo sáng điểm nhưng thanh kéo EV ở chế độ tự động chúng cũng cho chúng ta lấy được bầu trời đen sâu. Nhưng ánh đèn, biển quảng cáo mà ánh sáng quá mạnh thì khó có thể kiểm soát được. Chúng ta thấy tình trạng lem sáng ở một số bức ảnh. Thế nhưng quay phim thì rất là ngon, tốc độ khung hình cao và nhìn khá là đã mắt, lấy nét chuyển động cũng rất nhanh. Ảnh selfie thì mình để ở chế độ manual để da bớt vàng và tự nhiên hơn. Tuy nhiên vẫn khá là rực rỡ, trông như là mẫu trang điểm rất là đậm. Tuy nhiên thì không phải, mình muốn Sony nhẹ nhàng hơn với camera trước một chút. Theo Phone Arena thì phiên bản 2 SIM lúc bán ra vẫn sẽ sử dụng phần mềm camera cũ, tức là giao diện cũ và thuật toán xử lý hình ảnh cũng cũ, tương đương với Xperia Z3+. Trong khi bản 1 SIM thì sẽ có giao diện mới này và phần mềm mới, nên chất lượng có thể sẽ vượt trội hơn những gì mà Xperia Z5 thể hiện trong bài đánh giá này. Qua bài đánh giá thì mình thấy những gì Sony làm được đang tốt dần lên. Tuy nhiên mức độ hài lòng của mình đối với camera của Xperia Z5 nếu so với các siêu phẩm như là Galaxy S6 hay LG G4 và một số tiêu chuẩn cá nhân của mình nữa thì vẫn chưa thật là đã. Hãy chờ bản cập nhật và lúc đó chúng ta sẽ so sánh camera của Xperia Z5 với cả Galaxy S6, LG V10. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Xin chào.